đầu Dual bây giờ chính thức sẽ trở thành một sản phẩm đầu phát all-in-one tích hợp đầy đủ nhất ở thời điểm hiện tại. Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ. Video ngày hôm nay thì mình chính thức mình sẽ ra mắt một dòng sản phẩm, đó chính là đầu Dual. Với một Dual là các bạn đã biết ở trên thị trường hiện nay đó, là một thương hiệu của Đức về đầu phát, về một đầu giải trí xem phim. Thì ngày bây giờ chính thức thời điểm hôm nay thì Dual sẽ tích hợp thêm được có chính là karaoke trên đầu Dual. Nếu mà đã tích hợp được karaoke trên Dual như vậy thì coi như là đầu Dual bây giờ chính thức sẽ trở thành một sản phẩm đầu phát all-in-one tích hợp đầy đủ nhất ở thời điểm hiện tại. Thì những năm trước thì tất cả những các bạn đã theo dõi kênh Thiên Vũ Audio thì Thiên Vũ đã làm những sản phẩm, ví dụ những đầu karaoke thông minh, ví dụ như là có WeWiro nè, đầu Himida nè, đầu Zido nè, đầu Eric nè. Thì đó là những đầu và những thương hiệu, những hãng chính thống của Trung Quốc. Thì đến ngày hôm nay thì mình chính thức là sẽ có được một đầu thương hiệu chính hãng từ Đức đó, và tích hợp được karaoke. Và sau cái ấp ủ vài tháng này để tích hợp được karaoke trên Dual á, thì nó cũng nhờ sự hỗ trợ từ hãng Dual và SK Play đã phối hợp, đã mở với nhau để có thể tương thích cũng như là cập nhật, coi như fix những một số lỗi phim quay trong những tháng qua từ lúc mà trước Tết đó mọi người ha. Thì đã thành công và trải nghiệm rất là mượt mà trên Dual. Thì cái video ngày hôm nay thì Thiên Vũ sẽ tập trung vào review tổng thể sản phẩm là trên Dual nó sẽ có những cái gì. Thì cái video này cũng sẽ giới thiệu cho những khách hàng mới chúng ta chưa sử dụng Dual và chưa sử dụng những đầu karaoke, thì mình sẽ review từ đầu lại hết toàn bộ về những tính năng trên Dual và những cái giải pháp karaoke. Thì đối với cái việc mà sản phẩm của mình á, các đầu karaoke, những cái phòng mà giải trí mà các bạn đã theo dõi những cái channel của Thiên Vũ đã từng làm, vừa lắp dòng phòng xem phim nè, vừa lắp nghe nhạc nè, đồ rồi vừa lắp những cái bộ hi-fi cũng như là high-end nè, thì những cái bộ đó thì đa phần là mọi người sẽ rất mất chi là nhiều thiết bị như là remote, mọi thứ rất là nhiều. Chọn bài chúng ta còn chọn bài cũng khá là thủ công, và hầu như những khách hàng chúng ta sử dụng trong thời gian dài hoặc là để lâu chúng ta không dùng thì hầu như là đều quên thao tác hết cả. Thì đây là một giải pháp mà mọi người có thể sử dụng trải nghiệm được Dual tổng thể, có thể chơi được karaoke, chơi được xem phim, có thể xem được những kênh online, những cái phần mềm smart. Thì mọi người có thể xem được tất cả mọi thứ mà chỉ trên một cái thiết bị iPad thôi, hoặc một chiếc remote duy nhất là mọi người có thể trải nghiệm được tất cả những cái tính năng cũng như là những cái mô hình giải trí mà hiện tại ở người Việt Nam chúng ta đang sử dụng rất là nhiều. Ok, thì để mà trải nghiệm được trên cái thiết bị đầu Dual thì nó sẽ có những tính năng như sau. Thứ nhất á, là cái mà tiện lợi nhất cho người dùng như là mình đã chia sẻ, đó là sẽ giảm tải rất là nhiều remote, là khách hàng có thể rất là dễ thao tác sử dụng. Thì trên cái Dual này mọi người có thể xem phim HD, xem phim 4K với chuẩn tất cả những cái định dạng âm thanh mà hiện tại mà gọi là đầy đủ nhất. Thì Dual đều đã support những định dạng âm thanh lớn nhất cho những khách hàng mà chuyên về xem phim, và Dual cũng khá là nổi tiếng trong lĩnh vực mà những cái dòng xem phim chuyên nghiệp đó. Thì hôm nay là mình chỉ là tích hợp thêm cái phần karaoke vào nữa, và tích hợp một số cái trải nghiệm người dùng khi mà chúng ta sử dụng cái đầu Dual. Và một sắp tới sẽ có những cái giải pháp rất là tiện cho mọi người. Tất cả chúng ta chỉ cần một cái điện thoại hoặc là một cái iPad thì mọi người có thể cần cho được hết tất cả những cái thiết bị bao gồm những cái phần giải trí, ánh sáng cũng như là đèn, rèm, màn hoặc là máy chiếu. Thì mình sẽ review sâu cho mọi người những cái tính năng mà mình sắp tới. Còn hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về phim. Thì đối với Dual á, thì ở trước mặt các bạn, Dual hiện tại là Dual mình sẽ làm chỉ đúng 4 mã để tích hợp karaoke, đó chính là Dual dòng Real ha, Real Vision, Real HD mọi người ha. Thứ hai là dòng 4K Solo, thứ ba là dòng Ultra Max Vision, và đây là cái dòng này là hiện tại là cao cấp nhất của hãng Dual mọi người ha, nên giá nó cực kỳ đắt. Đó. Và một dòng nữa thấp hơn một dòng này tí xíu, đó chính là dòng Max Vision. Max Vision thì nó sẽ rơi đâu đó khoảng gần 30 triệu á. Còn cái đầu này thì hiện tại là đang có mức giá, tức là đã bao gồm luôn cả data nhạc, bao gồm luôn cả khay và ổ cứng, là nó sẽ rơi khoảng, cộng luôn sản phẩm là nó sẽ rơi vào khoảng 17.900.000-18 triệu. Đó là đặc biệt đối với khi mà cái khay mà của cái phần mềm karaoke ở trên những thiết bị Dual á, thì các bạn biết là SK Play họ đã thu phí theo hàng năm. Thì còn bây giờ đối với cái sản phẩm này nó sẽ đặc biệt hơn, vì giữa sự kết hợp giữa Dual nên là cái phiên bản những cái khay kích hoạt là sẽ được đặc biệt trên Dual, là sẽ là khi vĩnh viễn ha mọi người ha, sẽ không có thời hạn, vĩnh viễn hoàn toàn. Đó là một điểm lưu ý. Ok, thì để mà trải nghiệm thì mình sẽ mở về karaoke. Thì đầu tiên là mình sẽ cho mọi người xem về cái giải pháp ở trên đây.
Thì ở đây mọi người thấy bạn có thể quay xa vừa cái iPad và cái màn hình TV của mình ha. Đây là cái giao diện control. Đây, đây là cái giao diện control, mà đây là cái, những cái remote. Và đây là cái giao diện chúng ta có thể chọn ứng dụng đó. Ở đây thì nó có, mình có thể mở được Android TV nè, CH Play nè, xem phim nè, hoặc chúng ta có thể cài thêm nghe nhạc, xem phim gì đó, hoặc là Spotify hỗ trợ rất là nhiều thứ, coi được Apple iPlay nè, coi được Netflix luôn nè, rất là đầy đủ ha mọi người ha, cực kỳ đầy đủ. Thì giải trí bao gồm online và offline thì sản phẩm này quá đầy đủ rồi. Còn bây giờ mình sẽ cho mọi người ví dụ như mình nói về xem phim đi, mình sẽ đi từng viết về xem phim á. Thì cái giao diện nó rất đẹp, thì chúng ta chỉ cần chọn, ví dụ chúng ta có những bộ phim chúng ta bấm vào chữ movie đấy, thì nó sẽ show ra giao diện trên iPad, cái control trên đây rất là nhanh nha các bạn, ở trên kia chạy rất là mượt đó, thì nó sẽ show ra như thế này. Các bạn thấy ở trên đây những cái movie nó show ra thể hiện như thế này, thì ở trên đây nó cũng y vậy, cũng sẽ đưa hết những cái thumbnail của cái phim, những cái bộ phim mà nó có trong ổ cứng, hoặc là trong đó nó có sẽ là tương thích luôn cả những bộ phim online mà mình chúng ta đã cài đặt và thích hợp ở trong đây. Chúng ta có thể chọn phim tại đây thích chúng ta coi cái nào thì chúng ta bấm vào chọn thôi. Thì mình sẽ bấm vào đây, mọi người thấy ở coi ở đây giao diện rất là đẹp nè. Bạn có thể quay gần cái trên iPad. Ở đây do ánh sáng nên nó sẽ hơi bị phản xạ xíu ha mọi người ha, nó bị chói nắng tí xíu đó, mọi người thấy rất đẹp đúng không? Không, chúng ta không cần phải sử dụng remote nữa, nói chung là không cần phải sử dụng remote nữa, mà chạy app chạy trên Dual nó đã vận hành rất là lâu rồi nên cái độ trải nghiệm nó cũng khá là mượt đó, mọi người thấy không? Về phim chúng ta chỉ cần chọn phim thôi, chúng ta bấm play đó, đó chúng ta coi, chúng ta phải chọn phim hoặc chúng ta xem những cái trailer hay hoặc là xem cái description, cái nội dung phim như thế nào đó, rất là đầy đủ rồi ha. Rồi mình back về thì trên đây nó cũng sẽ nhảy, mọi người thấy trên đây khi mà mình điều khiển nè, mình sẽ mọi người mình khi mình chọn trên đây thì nó nhảy trên TV nè đó, mọi người thấy không? Đó, mình chọn trên đây nó nhảy lên trên TV nè đó, thấy không? Mình coi đi description nè đấy, các bạn thấy không, nó sẽ hiện ra. Thật ra chúng ta không nhìn trên đây cũng được, nhìn đây cũng được đó, rất là dễ. Ngoài ra thì nó sẽ đọc được rất là nhiều định dạng file, đặc biệt là Dual là cái đầu phát mà có thể đọc được những cái định dạng file như là cao nhất là DSD, rồi xong những định dạng file WAV, file FLAC, rồi rất là những file phổ thông, rất chi là phổ thông đó, đều hỗ trợ hết tất cả các định dạng đó. Rồi còn nói về phim đó thì như mình đã chia sẻ thì Dual hỗ trợ tất cả những cái định dạng mà cao nhất của thiết bị của cái chuẩn âm thanh xem phim bây giờ đó. Nên về hình ảnh nữa, về đặc biệt mình nói về hình ảnh nữa thì hình ảnh của Dual đó thì mọi người biết rồi, nó so với những đầu khác phát á, thì nó chất lượng hình ảnh của Dual nó rất là đẹp và tuyệt vời luôn. Thì sau cái buổi video này mình sẽ cho các bạn coi demo một đoạn video 4K trên đây như thế nào. Thì hiện tại nó đang hỗ trợ là 4K 60 frame mọi người ha. Về chất lượng hình ảnh á, mà để xài mà để khai thác được cái con Dual này mà coi được chất lượng hình ảnh á, tốt nhất là mọi người nên sử dụng cái ngõ HDMI là ngõ quang, thì để cho truyền tải tín hiệu nó nhanh nhất, không nó bị nó mượt mà, nó không có bị lắc, nó không bị đơ. Chứ chúng ta sử dụng những cái dây HDMI mà thường thường á thì nó sẽ không khai thác được hết sản phẩm Dual này. Từ vấn đề màu sắc cho đến vấn đề mà những cái hoạt cảnh mà di chuyển nhanh nó sẽ không được mượt mà và tín hiệu nó sẽ bị chậm hơn. Nên chúng ta xài HDMI quang là tốt nhất. Đó, mình đang nói về vấn đề phim. Rồi, tiếp tục thì mọi người cũng có thể xem, ví dụ chúng ta có những cái ổ cứng nghe nhạc lossless đồ này nọ thì chúng ta có chọn nguồn phát nè. Đó, chúng ta có thể sử dụng trên NAT, trên hệ thống NAT server cũng được, hoặc chúng ta có thể vào ổ cứng cũng được. Đó, chúng ta chọn những file nhạc mà chúng ta đã cài đặt sẵn trong đây. Thì cái file nhạc đó thì chúng ta có thể mua thêm ở ngoài và nó cũng sẽ có hình thumbnail, rồi y như chúng ta chọn phim, nó có những album của ca sĩ, những cái nghệ sĩ, thì bấm vào nó cũng hiển thị trên đây. Thì mọi người rất chi là dễ sử dụng cũng như là thao tác trên đây, mà nhiều khi là sẽ không bị quên, nó cũng rất là dễ sử dụng đó. Đó, thì rất là nhiều cái để cho mọi người có thể trải nghiệm sản phẩm này. Đó là mình đã nói về yếu tố về xem phim cũng như nghe nhạc. Rồi bây giờ nói về yếu tố là karaoke. Thì yếu tố karaoke thì ví dụ như mình ở đây đi, mình sẽ chọn cái icon này, ví dụ mình chọn là Android TV thì mình muốn sử dụng karaoke đó, thì mình sẽ bấm vào cái ứng dụng karaoke thôi. Còn ví dụ mình muốn xem TV, ngoài ra đây muốn chúng ta xem TV thì mình có thể cài như là K cộng nè, hoặc là cài những cái ứng dụng là FPT Play. Tại vì hiện nay trên thị trường bây giờ những cái mà việc mà trải nghiệm những cái dịch vụ vậy á, đa phần là online đã có đầy đủ rồi, nên là khi mà chúng ta xài đầu Dual á thì là hầu như chúng ta không cần một bất kỳ một thiết bị ngoại vi nào nữa hết để chúng ta có thể trải nghiệm. Ví dụ nhiều khi khách hàng chúng ta sẽ mua đầu ca cộng nè, mua đầu truyền hình cáp nè, rồi mua đầu rất là nhiều thiết bị và rất là nhiều remote rất là rối, thì ở đây nó đã tích hợp sẵn rồi và chúng ta dựa trên cái công nghệ 4.0 để chúng ta làm được cái điều đó, thì nó sẽ rất là mượt mà và đầy đủ những cái tính năng này, cũng đầy đủ nhất những nhu cầu giải trí của khách hàng.
mà các bạn có thể sử dụng trên sản phẩm này. Đấy, bây giờ mình sẽ test về cái mình test về cái karaoke đi, để sẽ chút nữa mình sẽ có bổ sung thêm vài cái nội dung khác cho mọi người cùng xem. Rồi mình sẽ test về karaoke, mình sẽ chọn icon này ha. Icon karaoke. Thì khi mình chọn như vậy á thì nó sẽ lên trên này thôi. Ngoài ra về cái việc quan trọng nhất là cái điểm karaoke, thì cái karaoke của SK Play á, thì các bạn biết là những năm trước, là 2-3 năm trước Vũ đã làm cái phần mềm rồi, là với sự hợp tác từ Q10 cho đến Zidu cho đến Airray, rất là nhiều sản phẩm thì nó rất là mượt mà, cũng rất là nhiều khách hàng biết từ trong nước đến ngoài nước. Thì bây giờ nó đã tích hợp được trên Duel, tại vì Duel là ngày xưa đến bây giờ là không tích hợp được, nó không tương thích vì nó chạy cái trên hệ điều hành Planet. Hôm nay đã có hỗ trợ Android nữa nhưng mà nó vẫn chưa được mượt mà và xảy ra rất là nhiều lỗi, không thể chạy được riêng độc quyền được trên Duel được. Thì sau đây là nhờ sự mở hợp tác, mở của bên SK Play và bên Duel, nên hai đơn vị này đã hỗ trợ fix nhau để đưa ra một cái firmware tốt nhất để chạy mượt mà ở trên cái sản phẩm Duel này. Ok, thì bây giờ mình nói về chọn bài ha. Về online các bạn thấy không, cái giao diện đây là cái giao diện mà khi mà chúng ta chọn karaoke rất là đơn giản. Đó, nhìn rất đẹp, thì nó sẽ ở trên đây nó sẽ hiện những cái thumbnail mà những cái bài hát mới nhất đó, mà SK Play họ cập nhật. Đó. Các bạn thấy ha. Thì khi mà mình muốn chọn bài á thì á về chọn bài nó sẽ có một cái app riêng để mọi người chọn bài trên máy tính bảng nè. À, mọi người cũng có thể chọn bài trên được màn hình cảm ứng cũng được nè. Mọi người có thể chọn bài trên thiết bị di động, điện thoại cũng được nè. Đó, nhưng mà cái mà Vũ mong muốn và sắp tới là Vũ và bên SK Play sẽ làm cho mọi người một giải pháp rất là hay hơn kết hợp với trên Duel, đó chính là khi mà mọi người chỉ cần tích vào Smart Karaoke ở trên đây thì ứng dụng sẽ được tự động đưa lên màn hình TV chạy trên hệ thống, và đặc biệt là phần mềm control, thay vì chúng ta phải thoát cái ứng dụng ra để chúng ta vào cái phần mềm, thì sau này nó sẽ là một, nó sẽ tự nhảy ra cái vấn đề chọn bài trên đây luôn. Nên chúng ta chỉ cần một tích thôi là chúng ta xài karaoke, và chúng ta chỉ cần tích một cái thôi là chúng ta có thể xem phim và chọn online và offline tùy thích. Đó là những sắp tới, trong vài tháng tới mọi người sẽ hãy chờ và đón xem. Còn bây giờ chúng ta vẫn trải nghiệm rất là mượt mà sản phẩm. Giờ mình sẽ chọn bài đây. Đây là giao diện. Khi mà màn hình lên rồi chúng ta chỉ cần mở cái app lên thôi, nó sẽ kết nối. Các bạn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Những khách hàng mà đã xài những sản phẩm của Thiên Vũ về đầu phát karaoke những ngày xưa mọi người đều quá biết rồi. Hôm nay xem lại và hôm nay tích hợp lên Duel thì chắc là mọi người sẽ rất là vui, tại vì Duel rất là nổi tiếng về hình ảnh cũng như là chất lượng âm thanh. Đó. Rồi, ok. Và đây là mình cũng đã kết nối trên điện thoại, mọi người thấy không? Đó, lâu lắm rồi mình cũng không review lại về cái đầu karaoke cho mọi người ha. Đó, mọi người thấy mượt mà không? Super mượt. Đó. Đâu có đầu phát karaoke nào chạy mà cái độ mượt nó như vậy. Đó, ở trên đây mình cũng test trên đây thử trên iPad nè. Mình vuốt các bạn coi nè, độ mượt của cái giải pháp nè. Nó không bị đơ, nó cũng không có bị lắc gì hết cả, rất là phê. Đó, rất là đáng đồng tiền. Thật ra cái độ mượt ở đây á, một là do vấn đề là SK Play họ giải quyết được vấn đề app chạy rất là trơn tru. Thứ hai là dựa vào những cái phần cứng của như smartphone, ví dụ như là điện thoại hoặc là iPad, là những cái phần cứng mà những cái hãng lớn này họ đã làm sẵn. Nên là cái khi mà cái trải nghiệm của mình á, mình là khách hàng đi, cái trải nghiệm của người dùng nó sẽ rất là mượt mà và không có bị đơ lắc gì cả, nên cảm thấy rất là sướng. Còn những cái màn hình mà ví dụ như của Trung Quốc á, chúng ta thấy cái điểm cảm ứng á, nó hay bị lệch nè, bị đơ, bị lắc á. Chúng ta trong thời gian chúng ta xài rất là khó chịu. Nhiều khi bấm chữ A nó nhảy ra chữ Y, bấm chữ E nó nhảy ra chữ gì đó, chúng ta rất khó chịu. Nhưng mà ở đây thì cực kỳ về vấn đề trải nghiệm của người dùng á, thì các bạn, mình khẳng định cho các bạn luôn, đây là trải nghiệm rất là mượt mà và tốt nhất ở thời điểm hiện tại hiện nay luôn. Đó. Rồi, ở đây mình sẽ test thử cho mọi người ha. Lâu lắm rồi mình sẽ review về tất cả. Thì ngoài việc ở đây là những cái bản karaoke được tích hợp sẵn trong ổ cứng khoảng 30.000 bài. Đó, ở đây là những cái bản trong ổ cứng cho mọi người ha. Thì không có mạng chúng ta vẫn hát được bình thường. Đó. Rồi. Trường hợp và có tích hợp luôn cả YouTube. Đây giao diện. Đấy, các bạn thấy không? Load rất là nhanh các bạn. Ở đây YouTube mình load rất là nhanh nè. Chắc nữa mình sẽ test âm thanh sơ cho mọi người cũng như cái tốc độ load ở trên cho mọi người coi ha. Và thấy không? Chạy rất là nhanh. Ở đây chúng ta chỉ cần tìm bài thôi. Đó, ví dụ như nhạc là bài Quân Vương gì đi. À, mình thử. Mình không đó, ví dụ như cái bài mà hot như này nè, Đế Vương chứ lộn. Đó, ok, ví dụ Đế Vương là đó, thì mình chọn bài nè, các bạn thử quay xa nó sẽ load nhạc rất là nhanh. Rồi mình sẽ click vào nha. Đấy. Chọn. Nó sẽ chạy rất là nhanh. Đây là nhạc YouTube nha mọi người nha. Đây là nhạc YouTube. Đó. Mình sẽ tăng volume ở tại trên iPad luôn. Đó. Đó. Đây là nhạc karaoke trên YouTube mọi người ha.
thì những cái này nó sẽ dựa vào cái nền tảng của YouTube. Nên khi mà tất cả những bài gì mà trên YouTube có thì ở đây nó sẽ tự động cập nhật liền và ngay luôn. Và đặc biệt trên phần mềm này, trên cái giải pháp phần mềm này thì về nếu mà nói về hát online, hát về trên YouTube mà có những cái trải nghiệm cũng như là cái giải pháp và chọn bài, lưu bài như thế này á, là hiện tại là SK Play là vẫn là đơn vị số 1 về trải nghiệm này. Và cũng là một cái phần mềm có thể support mọi người tốt nhất ở thời điểm hiện nay là về vấn đề ví dụ mà những, tại vì YouTube á, nó sẽ có những cái giai đoạn là họ nâng cấp. Thì cái người IT đó, cái người viết phần mềm này phải có đủ kỹ năng cũng như là fit theo cái YouTube để fit để cho mọi trải nghiệm, tại vì nó sẽ luôn cập nhật chứ nó sẽ không có cố định hoài rồi. Nên là cần cái độ mà giống kiểu là hậu mãi sau bán hàng đó, cái đội support về sau về kỹ thuật á, nó rất chi là quan trọng. Đó. Thì hôm nay mình đảm bảo thì nếu mà vấn đề mà lỗi YouTube á thì hiện nay á mình khẳng định với mọi người luôn cũng như là các bạn, thì khi mà chúng ta trải nghiệm trên cái phần mềm trên đầu karaoke này thì không quá 24 giờ thì những vấn đề lỗi sẽ được fix hoàn toàn hết liên quan đến nhạc online. Nếu vấn đề server hay vấn đề mà YouTube mà họ lỗi gì đó thì hoàn toàn được xài thoải mái. Đó. Và đặc biệt còn một cái nữa, nhưng mà mình về trải nghiệm và những cái dự phòng thì nhưng mà mình không tiện chia sẻ trên online, nên mình sẽ không chia sẻ vấn đề này. Nhưng mà mọi người trải nghiệm YouTube là sẽ không bao giờ bị dù YouTube nó có lỗi tí xíu nhưng mà mọi người sẽ không bao giờ bị không hát được. Đó. Này mình bí mật mình sẽ không chia sẻ nha. Ok. Rồi ngoài ra việc karaoke online giữa YouTube và offline, những nhạc ổ cứng á, thì cái chất lượng nhạc nó cao hơn. Còn đối với cái đầu này á, là mình dựa vào phần cứng của đầu DUN HD và về chất lượng hình ảnh và chất lượng sound của nó đưa ra thì mình sẽ tận dụng vào, nên chất lượng âm thanh và hình ảnh thì hầu như karaoke có thể nói là đạt tuyệt vời nhất có thể. Và ngoài ra thì có những cái bản non-stop đồ này nọ cũng được tích hợp, như là SoundLoud hay là Midloud đã tích hợp sẵn trong đây rồi, thì mọi người có thể chọn những cái bản non-stop mà chúng ta chơi ở nhà thoải mái, có đầy đủ trong đây hết. Chúng ta có thể tua rồi mọi thứ, mình test thử một cái nha. Mình chọn đây. Đây, ở đây mình sẽ nghe trên SoundLoud. Đây, cho mình còn cho mọi người coi. Đấy, trên SoundLoud. Đây mọi người ha. Rồi, mình nét qua bài nè, rất là nhanh nha bạn, nhảy liền, không có bị lắc nha mọi người ha. Đó, nét là nhà giờ mình nhìn thử mình nét qua một bài nữa nha. Ở đây là cái bài này đang có dung lượng là 1 tiếng đồng hồ thì mình sẽ tăng lên nè. Chạy liền. Các bạn thấy nhanh không các bạn? Cực kỳ nhanh. Đó, chứ nó không có bị chậm hay bị đơ hay bị lót. Nói chung là về trải nghiệm rất là tốt. Đó. Rồi, ở đây mình đang kết hợp giữa cái iPad và điện thoại mình đang chọn bài, thì ở trên điện thoại mình sẽ tăng volume nè. Đấy, đồng bộ với nhau hết. Ở đây mình iPad giảm xuống. Đấy. Tất cả mọi thứ là được đồng bộ. Thì ví dụ những trường hợp thì bạn bè khách đến nhà chúng ta chơi có thể là tự cài vào điện thoại để chúng ta chọn bài. Đó, trường hợp thứ hai chúng ta sử dụng iPad chung hoặc một màn hình cảm ứng chúng ta để phía trước ở căn phòng giải trí của mình. Chúng ta phải tiếp khách rất là thoải mái. Đó, chúng ta không cần phải đưa truyền tay nhau hay là bấm dùm, nói chung nó giải quyết được vấn đề là bấm dùm luôn. Đó, chúng ta có thể trải nghiệm rất ok. Đó, YouTube. Còn vấn đề YouTube hiện tại là đây là một cái đầu có thể nói phát về chất lượng YouTube, có thể là chất lượng hình ảnh cao nhất. Cũng quan trọng nhất là về chất lượng âm thanh, là hiện tại YouTube của trên đầu này chạy ra cái file đạt được là 320 ký nha mọi người ha. Nên là cái chất lượng âm thanh rất là tốt, đó, rất là đầy đặn. Rồi, mình có thể, rồi, mình sơ qua về giao diện. Ví dụ, mình không muốn hát karaoke nữa mà mình chỉ muốn nghe những bản nhạc mà mình hay nghe. Hoặc là chúng ta nghe những bản chill nhẹ, nhạc nhẹ nhàng để chúng ta ngồi uống rượu van hay cái gì đó. Để tiếp bạn bè hoặc tiếp khách thôi. Đó. Mình chill đi. Mình chill tí xíu nha mọi người ha. Mình tắt cái chữ karaoke đi. Đó mọi người ha. Chúng ta nghe nhạc lo-fi, chúng ta nghe nhạc gì chúng ta chill với nhau, ta ngồi ta uống thưởng thức rượu vang gì đó. Đó thì chúng ta chỉ cần chọn thôi và chúng ta nét qua bài thôi, nó sẽ hiện ra playlist ở trên YouTube luôn rồi ha. Đó. Rồi mình lay tăng volume lên. Đó, thấy chưa mọi người, rất là sử dụng rất nhiều cái hay tính năng để chúng ta khai thác trên một sản phẩm này. Hầu như là chỉ có một cái để xem phim, rồi online, sử dụng online nền tảng xem phim như Apple hay là Netflix, mọi thứ rất là đầy đủ, không có thiếu gì cả. Đó, và rất là tiện nữa. Đây là một cái giải pháp rất là hay cho những cái, đặc biệt là Vũ mong muốn sản phẩm này rất là lâu rồi và đã chuẩn bị vài tháng để hai bên có thể kết hợp với nhau để hỗ trợ ra được sản phẩm này.
là cái giải pháp mà Vũ đang mong muốn là đưa đến cho khách hàng đó là không quá nhiều thiết bị. Thứ hai nên là cái trải nghiệm của người dùng á, khi mà chúng ta mua một sản phẩm vào á thì thường thường á là mọi người không có thời gian. Thì khi mà xem sản phẩm và xem phim mà chỉ ổ cứng không á thì nhiều khi mọi người ít coi nữa mà phải đi chép phim rất là cực. Thì ở đây có những cái sự lựa chọn như là option như là xem phim ổ cứng, xem phim online. Thì mọi người thì chỉ cần chọn online, chúng ta coi online, ví dụ online mình sẽ có Netflix ví dụ như này nọ, hay là Apple TV. Chúng ta sẽ coi rất là đầy đủ những cái chương trình đó. Thì và nó có những cái bộ phim, bây giờ những phim online mọi người băng thông rất là rộng, nên là xem phim online bây giờ vẫn đảm bảo được là cái chất lượng những cái chuẩn âm thanh. Bây giờ hiện tại mình đang xài là hiện tại riêng với Netflix là hỗ trợ được là Dolby Atmos là 7.2.4 rồi đó mọi người. Đó, mình đã test thực tế nha. Trên hiển thị nó ghi chỉ 5.1 thôi, nhưng mà khi mình trên hệ thống á, và cái receiver nhận được tín hiệu á, là Netflix đang hỗ trợ được vấn đề 7 chấm luôn. Đó, rất là hay, và hỗ trợ những định dạng như Atmos hay là Dolby Vision đều hỗ trợ hết được tất cả mọi thứ. Thì rất là tiện, thì mọi người sẽ có thời gian xem nhiều hơn, cũng như là theo dõi nhiều bộ phim hay hơn. Nói chung là luôn có phim mới chứ không còn những cái xem bằng cái ổ cứng như ngày xưa là phải mất công đi chép, rồi phim cũ cứ coi đi coi lại hoài. Bây giờ luôn cả phim tập bây giờ nó cũng đã có những định dạng âm thanh vòm hết rồi, rất là hay. Nên mình đang muốn tích hợp tất cả vô thì mọi thứ control nó sẽ được đưa vào đây. Nói chung là giải quyết là không sử dụng về remote nữa, không sử dụng remote nữa. Ngoài ra trong thời gian sắp tới như mình Thiên Vũ cũng đã chia sẻ mọi người cho tất cả các bạn á, thì là phần mềm sẽ còn phát triển hơn về cái vấn đề là cái giao diện tối ưu, về cái là có thể là cái tên nó sẽ là Ska Control gì đó. Thì mọi người chỉ cần những cái tab rất là đơn giản, xem phim, nghe nhạc hay gì đó, chỉ cần tab vô thôi nó sẽ rất là dễ dàng, không cần phải bấm gì hết, rất là hay. Ok, hôm nay là mình đã chia sẻ tổng quan hết cho tất cả mọi người về cái sản phẩm cũng như là cái giải pháp. Mình đang chia sẻ về cái giải pháp trước nha. Đó là giới thiệu sơ về tính năng karaoke, xem phim, mọi thứ rất là mượt mà, chạy rất là phê mọi người ha, hình ảnh đẹp nữa. Đó, bây giờ mình sẽ trở về là cái control. Mình không muốn, bây giờ mình sẽ không xem TV nữa mà mình muốn xem K+ hay FPT Play, mình chọn vô FPT Play. Đấy. Vậy là mình xài thôi. Mình thật ra ở đây là gì, là mình dựa vào cái trải nghiệm cũng dựa vào cái công nghệ 4.0, mình tận dụng những nền tảng này để mình làm ra những cái sản phẩm như này. Thì chúng ta ví dụ mình muốn xem truyền hình đi, hoặc xem HBO ví dụ đó, thì ở đây mình có remote control nha mọi người ha. Ở đây chúng ta sử dụng thoải mái. Đó, chúng ta bấm enter một cái sẽ ra truyền hình thôi. Đấy. Do là mình hiện tại là mình đang không có đăng nhập đài truyền hình rồi ha. Ở đây danh sách kênh nó hỗ trợ rất là đầy đủ nha. Thì những cái dịch vụ như thế này á, thì mọi người chỉ cần đăng ký tài khoản như là 99.000 á là mọi người có thể xem được tất cả. Còn đối với những anh chị cũng như là những các bạn mà có nhu cầu coi những cái trận bóng đá K+ á, chúng ta chỉ cần mua những cái gói option thôi thì có thể hỗ trợ được cái K+ luôn nha mọi người ha. Đây. Đó. HBO Cinema, nói chung là những cái đài truyền hình thì nó có tích hợp đầy đủ hết rồi. Bây giờ nó cái băng thông của wifi bây giờ mình nó mạnh rồi, nó không như ngày xưa nữa, nên trải nghiệm online bây giờ cũng khá là mượt mà. Đó, thì đây là về cái vấn đề về xem TV. Thật ra ở trên đây nếu mình nói về xem TV ở đây, lúc mà ra giao diện ban đầu này mình chỉ cần bấm chữ TV thôi, nó cũng đã ra được cái FPT rồi. Đó, thì vấn đề xem TV thì rất là nhiều gói, ví dụ như là VOn Channel hay là FPT đó, mọi rất là nhiều, mọi người có thể xem đầy đủ. Rất là nhiều chỗ, ví dụ mọi người có thể xem được phim Việt luôn, Netflix hay là những cái Apple TV đa phần là phim nước ngoài, những phim bom tấn đó, thì phim điện ảnh thì đối với những khách hàng nữ hoặc là những anh chị có thể xem được những bộ phim phim bộ của Việt Nam, tại vì để mình thử nha. Đó, nói chung là cái sử dụng cái đầu này với cái giải pháp này á, thì nó và dựa trên những cái nền tảng như này á, mình sẽ mở rộng được ra cái nhu cầu giải trí, tức là nó hầu như nó bao quát hết rồi. Chúng ta chỉ cần là thích gu mình và cái nhu cầu mình thích xài cái nào thì chúng ta sẽ tìm cái ứng dụng và cái gì đó đưa vào để chúng ta xài thôi. Nó đầy đủ hết rồi. Đó mọi người, nói chung rất là nhiều phim, có phim Việt rồi mọi thứ rất là đầy đủ mọi người ha. Ở phim Hàn, phim Việt Nam gì đó. Mình sẽ thử thôi. Và giao diện mọi người thấy không? Ở đây mình cần control rất là nhanh nha mọi người ha. Mình control cực kỳ nhanh luôn, bạn thấy thao tác không? Thậm chí là mình có thể điều khiển giữa điện thoại, mình control trên điện thoại và control được trên iPad luôn. Được luôn nha mọi người, tức là song song được chứ không nhất thiết là phải một thiết bị văn. Có thể điều khiển song song được với nhau luôn. Rồi. Rồi. Ok. Thì đó là một cái điểm mà về cái mà mình đầu ok mình đã giới thiệu tổng quan cho mọi người rồi. Thì đó là những cái đầu và cơ bản bán gia đình. Thì hiện tại là mình sẽ có hai phiên bản, đó chính là 4K Solo và đầu Mass Vision sẽ ưu tiên cho những phòng giải trí gia đình cao cấp. Còn đối với một đầu phát đỉnh nhất của Dolby, đó chính là Ultra Vision, rất là đắt.
nên nó sẽ phù hợp với những anh chị mà có thể chơi những cái phòng xem phim, những phòng giải trí có luôn cả hỗ, nó tích hợp luôn cả DAC trong này, stream những nhạc như là có thể là hỗ trợ những cái bộ dàn high end, những âm thanh hi-fi của mình á, thì chúng ta cần đầu tư chất lượng âm thanh á, thì chúng ta sẽ sử dụng con này để chúng ta có thể stream được nhạc nè, rồi chúng ta có thể nghe được rất là nhiều định dạng file, cứ trở thành một đầu phát chuyên nghiệp luôn. Nên là bây giờ giữa việc mà nghe nhạc hi-fi, xem phim và karaoke mà chuẩn luôn thì đã có đầu đun tích hợp đủ hết cho mọi người rồi, thì mọi người có thể chọn cái đầu sản phẩm này. Thì hiện tại là sản phẩm này đang được bán cũng như là được cung cấp tích hợp bao gồm luôn cả smart karaoke, luôn cả karaoke độc quyền tại Thiên Vũ. Thì những các bạn cũng như là khách hàng hoặc là những đại lý chúng ta quan tâm về sản phẩm này, chúng ta muốn đưa cho khách hàng một giải pháp tốt, một cái giải trí xịn sò nhất, thì có thể liên hệ đến các bạn bên Thiên Vũ ha. Ok rồi, thì hôm nay là mình về chia sẻ cũng như là mọi thứ cũng khá là đủ, tại vì cái video ngày hôm nay là mình muốn là một người bán hàng, mình muốn đưa ra cái khách hàng đang cần cái gì và đang muốn cái gì, và Vũ là người đang đưa ra cho khách hàng cái đó. Ở đây Vũ, cái quan niệm của Vũ làm việc á là thì sẽ tập trung vào cái câu á là không bán sản phẩm, mà mình sẽ bán đi cái giá trị của mình, nên mình sẽ bán, không phải là bán sản phẩm nữa rồi, mình cái gì mà khách hàng mà happy nhất, cái gì mà khách hàng đang cần nhất, hay cái gì mà làm cho khách hàng mà thoải mái nhất thì mình sẽ bán cái đó, chứ không phải là sản phẩm. Nên là cái vũ trụ nó rộng lắm đó. Ok rồi, một cái nữa là dành cho những anh khách, anh chị ở nước ngoài, ở nước ngoài nha, thì đầu này hỗ trợ hai dòng điện, đó là 110 và 220, thì có thể sử dụng ở nước ngoài rất là thoải mái. Thì đối với những đầu nào mà sử dụng bằng adapter thì chúng ta không cần đổi nguồn, mà đối với những cái đầu mà lớn, những cái size mà chuyên nghiệp hơn á, nó sẽ sử dụng là điện 220. Thì ở phía sau nó sẽ có một cái cầu chì, thì cái cầu chì đó mọi người chỉ cần gạt qua chọn nguồn điện ở đúng với đất nước của mình thôi là chúng ta có thể xài được. Nên là đầu này mọi người có thể thoải mái và trải nghiệm ở trong nước và ngoài nước là thoải mái nha. Rồi một cái nữa đó chính là khi mà một cái hay nữa một cái đầu này đó chính là mình ví dụ nha mọi người, đó chính là whisperboard. Đây là tính năng này, thì những cái khách hàng mà nước ngoài những mua sản phẩm á, cái đầu này á, ví dụ chúng ta ở xa cần cài đặt, cần chỉnh sửa hay là bị lỗi gì đó, cần được Thiên Vũ hỗ trợ từ xa, thì bên Vũ bán sản phẩm sẽ cài sẵn cái này, thì mọi người chỉ cần đọc cái này, cái ID cái này thôi, vì bên Vũ sẽ điều khiển từ xa vào và cân chỉnh giùm cho khách hàng thoải mái mà không cần phải đến tận nơi. Nói chung là vấn đề mà hỗ trợ online rất là nhanh gọn đó, không cần phải chạy đến, không mất thời gian, cái dù ta quên cách chỉnh này là quên mở ứng dụng ở đâu, ví dụ này nọ, thì bên Thiên Vũ vẫn điều khiển từ xa hay là cài đặt giùm cho khách hàng rất là dễ. Và một cái hay nữa chính là về karaoke, về phần mềm firmware của thiết bị này cũng như là phần mềm hầu như là cập nhật tự động hết, nên là chúng ta không cần cập nhật vẫn gì gọi là thủ công cả, chỉ cần online có wifi là chúng ta cập nhật được hết rồi. Rồi ok, hôm nay là một sản phẩm mà khá là dài, lâu lắm rồi Vũ mới làm một video dài. Nếu mà những khách hàng cũ mà của bên Thiên Vũ, các bạn mà đã xem những video 2-3 năm trước của mình làm về sản phẩm này á, thì mọi người đã xem, thì đó là những sản phẩm đến bây giờ vẫn mượt mà, những khách hàng mà đang xài Q10 đến bây giờ vẫn xài rất là ngon lành đó. Rồi ok, còn gì nữa không nha. Rồi một cái hay nữa mình muốn cho mọi người thấy đó chính là cái vấn đề mà trải nghiệm trên cái app Dune á, có một cái app control rất là hay. Mình sẽ bên SK và mình sẽ tối ưu hơn cho cái mọi người về cái app này nữa, về cái điều khiển dễ hơn nữa, bấm dễ hơn nữa, chứ cần bấm xài thôi chứ không cần phải bấm qua này bấm qua nọ nữa đó. Thì cái đó mình sẽ chia sẻ sau. Còn cái hôm nay á, một cái đun mình đánh giá cao về đun đó chính là phần cài đặt. Thay vì ngày trước chúng ta cài đặt một sản phẩm nào đó, một cái đầu nào đó, thì chúng ta cần phải cầm cái remote ra, chúng ta cần phải set up rồi rất là khó, hoặc là cập nhật file hay bỏ file vào rất là khó, thì đầu này á, khi mà chúng ta bấm vào cài đặt á, thì mình ví dụ mình bấm cài đặt cấu hình chung đi đó, thì những cái phần cài đặt nó được hiển thị ở trên cái iPad, cái phần control luôn, nên mọi người có thể cài đặt ở tại đây luôn, chứ không cần phải là phải dùng remote điều khiển như nào, tại vì ở đây nó được đồng bộ với cái đầu rồi, nên là cài đặt ở trên đây thì nó cũng đồng nghĩa với việc là mọi người đã và đang cài đặt với lại những cái thiết bị ở trên cái đầu luôn đó. Ví dụ như mình muốn cài đặt về hình ảnh hay giao diện gì đi, thì ở đây nó đã có hết rồi, mọi người cần chọn thôi đó, chọn xong rồi là trên đầu nó sẽ thay đổi giao diện hết. Hay file cũng vậy mọi người nè, ví dụ file cũng vậy nữa, về âm thanh, chuẩn âm thanh này nè, đầy đủ hết nè đó, mọi người thấy không, rất là dễ. Chứ trên đầu thì nó vẫn hiển thị rất là đẹp, giao diện trên đầu rất là đẹp, nó chỉ cần hiển thị như vậy thôi. Ok
khá là dài rồi, mình cũng khá là gắt nước rồi. Thật ra mình chia sẻ để mình nói hết được cái khả năng mà chiếc một sản phẩm mà nó mang lại cho khách hàng nó còn nhiều nữa, nó còn rất là nhiều thứ. Nhưng mà mình hẹn mọi người trong những cái video lần sau thì mình sẽ Vũ và các anh em nhân viên sẽ chia nhau sẽ làm những video review hướng dẫn và cách sử dụng cho mọi người cho từng video, nhờ các bạn làm phụ để khai thác được full cái sản phẩm này đưa đến cho người tiêu dùng. Mọi người có thể có một sản phẩm, những cái phòng giải trí chúng ta có thể tiếp khách giải trí với gia đình làm sao nó thoải mái nhất, nó đã nhất có thể. Ok, nếu mọi người thấy video chia sẻ của Vũ mà đầy đủ thì các bạn đừng quên bấm like và share cái video này. Các bạn có thắc mắc về video này hoặc là có câu hỏi nào thì để lại comment bên dưới thì đội ngũ Thiên Vũ sẽ trả lời cho mọi người. Còn nếu mọi người cần trả lời nhanh, mọi người hãy gọi điện thoại cho bên Thiên Vũ. Đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hay hơn từ Thiên Vũ Audio. Ok, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau. Xin chào, bye bye.